rồi vậy sao em kêu là em nói em hôm qua em anh không đi vui lắm. Vui lắm là em phải đi thì em mới biết là vui đúng không? Tại vì nãy phải em đọc tin nhắn tin tức thì anh nghe nói là hôm qua Úc Thịnh mất điện thoại. Mọi người ơi, qua Facebook của Sơn Cộng Minh đi mọi người ơi. Sơn Cộng Minh Facebook livestream mà sáng hơn bên đó mọi người ơi. Ê. Chen vô. Nói. Sao? Hello mọi người. Sơn Minh xin chào tất cả mọi người. Không biết là mọi người đã có nhớ mình chưa? Tại vì một tuần qua mình không xuất hiện trên sóng online của VOV Giao thông. Không biết là mọi người có cập nhật được tin tức giao thông cũng như là tình hình chính sự về dân sinh kinh tế đồng bằng sông Cửu Long không ạ? Hello, chào Phan Ngân. Hello Đỗ Hào, bé Thuần đâu rồi? Anh cũng không biết bé Thuần là ai hết á. Bé Thuần là ai vậy? Hello Phan Tài. Hello Quang Thuần. Hello Đình Trực. Đình Trực khỏe không? Ở Đà Nẵng có mưa không Đình Trực? Hello Thảo Quyên. Mình ở trong toilet. Không, mình đi chơi rồi. Mình đang ở đâu mà mình xem livestream vậy? Tại vì thực sự bây giờ là mọi người đang quay những cảnh khác nên là ở đây có rất nhiều diễn viên đang ngồi rất rảnh và mọi người đều livestream một cái. Còn đây là diễn viên tên là Nghiêm Bác đang ngủ. Đây là trợ lý đang tên là ngủ luôn, không biết tên Phúc là bạn này là bạn Hứa Mai đang xích ghẻ. Em đừng có mặc cái xà rông này, em tránh vô khác giùm anh được không? Em ghê quá. Đi ra. Ngồi lên anh chen qua bên kia. Không. Em chút xíu. Anh Minh kỳ quá mọi người ơi. Vậy hả? Anh Đà Nẵng bảo luôn hả? Xin đường quá. Ngày mai máy bay có bị delay không? Quay hả? Ngày mai anh về rồi, tối mai anh về rồi. Tại thứ ba anh phải quay Bebop 20. Mưa nè, sau lưng có mưa nè. Mọi người thấy chưa không? Tiếng mưa rả rích xuyên màn đêm. Ủa Cang ơi, mình không cần phải đi ra tới cái tận cái đống đèn để mình lấy cái đèn đẹp nè. Thấy không? Anh ngồi rất xa bóng đèn mà anh vẫn đẹp. Biết sao không? Tự mình đẹp, tự mình sẽ tỏa sáng được cái hào quang đó. À quên, mình không chặt nhau không em? Anh xin lỗi em. Hello chị gái. Chị gái ơi, nó đi quay phim rồi, nó không có đây cho chị gái coi. Bảo chuẩn bị đó là thiệt. Nay mưa hoài luôn. Dạ, tối mai em về. Tối mốt ok. Nói chung là lễ 29 điểm ở Sài Gòn. Cang tên Facebook là Phạm Cang đó mọi người ơi. Mọi người hãy follow Facebook Phạm Cang. Và nhớ nhớ công lao này của Minh nha mọi người. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều ạ. Cảm ơn Cang, không có gì đâu nè. Ôi giọng Minh lên hay quá nè mọi người ơi. Ủa mình đâu có mượn đâu nè. Mình không có mượn. Mứt gì chị muốn ăn mứt gì? Em mua mứt gì cho chị ăn? Em đem về cho chị ăn ngập họng chị luôn chị. Ủa sao điện thoại mình lại sáng hơn điện thoại người ta ta? Sao là điện thoại mình là điện thoại dởm mà nó đâu có điệp được xịn như điện thoại của Phạm Cang. iPhone 6 Plus, iPhone 7 đồ. À quên, mình xin lỗi, mình lập team sang. Anh rất men em à. Đàn ông nó toát ra từ cốt cách chứ không phải là từ cử chỉ em nhé. Và nhiều khi người ta đàn ông ở bên ngoài nhưng mà trong cái cuộc chiến đó thì người ta không có đàn ông được em à. Em hiểu không? Có những người bề ngoài rất đàn ông nhưng bên trong họ rất nữ. Nhưng mà có những người bề ngoài rất nữ nhưng họ rất đàn ông. Em hiểu được cái chuyện đó không? Tại vì bây giờ hiện đại hóa rồi, tất cả mọi thứ phong kiến đều nó được bình đẳng giới hết rồi á, em hiểu không? Hello Yến Võ, hello anh Lan, hello Đỗ Hào, anh ăn tối chưa? Anh chưa ăn tối. Chút nữa thì anh mới ăn tối mà mọi người ở đây rất là mệt nha. Đây là bạn Hùng Anh Nguyễn đây đang ngầm rất là mệt.
Anh đã quay phim Vì Gặp Nên Mới Tương Phùng, bộ phim Đam Mỹ năm 2017 được phát trên YouTube và bên Trung Quốc. Hello Huỳnh Lê Đức Tính, chào em. Hello Nguyễn Thị Huyền Trân, trà sữa ngon lắm em à, trà sữa ngon tới nỗi mà còn một chai nè. Tới nỗi mà em bị đánh bầm dập luôn nè. Em đừng có giả bộ ở đây nữa, ai đánh em? Ở đây ai dám đánh em, anh đánh lại cho. Chỉ có anh đánh em thôi. Kiểu như mẹ kể con nghe. Không hề. Em đọc truyện. Chào được truyện đâu ra? Kiểu như là tại vì đài anh hả? Anh không khỏe lắm tại vì lên Đà Lạt thời tiết thay đổi, buổi sáng thì nắng, buổi chiều thì mưa, xong rồi tối là rất là lạnh vì có sương mù, xong sáng hôm sau lại mưa dầm rồi sương mù nữa. Nên là cảm thấy bản thân mình không thích hợp được với thời tiết thay đổi thời tiết như vậy, và anh bị dị ứng thời tiết nữa, như là cứ dồn dập như vậy thì bản thân mình sẽ bị bệnh đó. Hello Khánh, anh bật mí về phim đi ạ. Bật mí về phim là đây là bạn Cao Thuần quen với bạn Cang, hai người yêu nhau đến cuối cuộc đời. Bật mí rồi đó cả em. Bớt giỡn đi nha. Em chưa có người yêu chứ. Đây là bạn Tiểu Mỹ Thụ chưa có là bồ anh. Em là Tiểu Thịt Tươi. Lộn rồi. Anh chưa có bồ em à. Em đừng nói như vậy, làm anh ế trên livestream của anh thì sao? Con người không bồ trong phim. Ủa mình cùng team phải không em? Dạ chúng mình cùng team. Cùng team. Cùng team. Nên đừng no đó chặt chém nha. Oh hello Huỳnh Duyên Minh. Huỳnh Duyên Minh đi chơi vui không? Ở đây mọi người rất là vui, mọi người chặt chém nhau trên livestream đó. Anh đi lại chơi không ai, anh đi quay phim. Ở đâu ra? Anh không có người yêu. Anh không có người yêu. Anh ế. Không có đâu, đó là sự thật đó, tôi tìm không thích ngay cùng. Hello Ngọc Hà. Hello Henry. Hello Henry. Nhớ gia đình của Henry ơi. Hello Hùng Anh Nguyễn. Đó giờ anh tưởng nói em là Tùng Anh. Hùng Anh. Lộ Anh Hùng đó. Lộ Anh Hùng. Được viết từ bài này. Bạn của Lộ Anh Hùng. Mọi người ơi, trong phim có một vai gọi là Lộ Anh Hùng. Tại sao mà gọi Lộ Anh Hùng? Tại vì ở lúc nhỏ thì yếu đuối rồi là Lộ. Đó là Anh Hùng, đặt tên là Anh Hùng. Nên là lớn lên cái bị Lộ, cái gọi là Lộ Anh Hùng. Nếu mà mọi người có cần mấy thông tin của em là Hùng Anh Nguyễn. Hùng Anh Nguyễn nha mọi người. Livestream 4 người coi nha mọi người. Dạ em quay mình. Nhớ gia đình. Trời ơi Hùng Anh Nguyễn cạo chân mày rất đẹp. Em anh có thể quay qua đó cho bé nó lại còn đó. Sao em không cạo cho anh? Cạo cho anh đi rồi anh sẽ khen. Tại vì anh không nè, cạo liền đi nè, livestream với mẹ cạo liền đi. Nhanh đi. Nhanh đi. Thiệt. Hello Quỳnh Quốc Huy. Quỳnh Quốc. Nhanh. Ok. Mọi người ơi. Cho em 5 phút hay nghỉ làm nha. Mọi người ơi, sau đây là tiết mục cạo chân mày. Ủa lộn, tỉa chân mày. Tỉa chân mày. Ôi mọi người ơi, bạn này không có tâm mọi người ơi. Bạn mở đường được follow nha mọi người ơi. Ủa chị Mai chị hỏi rồi không? Bây giờ không làm luôn mọi người ơi. Ok. Ủa anh chỉ cạo chân mày thôi mà mọi người ơi, gần lắm thôi á. Ít lắm luôn á. Mà giờ sao đây? Ủa Phạm Cang mặc đồ sang vậy? Em ai trai mặc áo của anh vậy? Hết áo đây mà. Buồn quá. Mọi người ơi, chúng ta có một thú vui tiêu khiển mới. Thí dụ mọi người có thể sờ nắng con cưu mà con nhỏ nhỏ mà đội nắng bảo hiểm á. Thì ở đây là có cái mặt heo này để sờ. Tính tiền anh mình. Vui quá mọi người ơi. Em là con nít mà người ta sợ vô em tính tiền. Vậy em có phải là anh xin lỗi em ghê quá, anh không thích loại đó. Sau khi mà cái tên thì cái nghĩ là mình nghĩ sẽ được từ 4 người xem sẽ được lên 20 người đi. Mọi người ơi, mọi người sao họ người không nói chuyện gì hết vậy? Con nào chiếu chiếu cái đèn laser vậy? Con Hà Sinh không? Không, Hà Sinh á. Qua tắt cái mặt á. Con Hà Sinh đó. Đọc. Nó bên bệnh á. Mọi người ơi, răng trắng đẹp quá nè mọi người ơi. Tại sao vậy? Bên đó 6 vậy? 6 plus phải không? Bên đây mới có 6 à, 6 bình thường à. Thường thôi. Ồ, bên đó kỳ quá, không bấm xí sao, tại vì chắc là càng về sau nó cũ quá. Của chị Mai á. Hay là góc ngoài đẹp không ta?
qua đây luôn, không góc nào đẹp hơn hết á, chỉ là một xíu thủ thuật nhỏ thôi, hiểu không? Ờ, chứ mình đâu có được hot music như ai kia về đặt lịch hóa tiên Nga đồ ha. Ủa mình chung tim mà. Ủa em ở ngoài hiền lành lắm á chị, em ở ngoài hiền lành lắm á, trên livestream cũng hiền mà chị. Sao chị? Chị ơi em đi đâu em cũng đem theo sách của má hết trơn nè, mà má chưa tặng em cuốn kia em mất buồn. Vai phụ không? Cái này lẻ tôi trai thẳng thành trai cong luôn này mọi người. Ôi mọi người ơi, Cang là trai thẳng đó mọi người ơi. Không biết thẳng chỗ nào nè mọi người ơi. Thẳng cái mũi cũng không thẳng lắm nè mọi người ơi. Trai thẳng kẻ mắt hơi bị đậm đó mọi người. Mọi người ơi, có nghe tiếng mưa không mọi người ơi? Đếm nghe tiếng mưa đi mọi người ơi. Anh Hùng ơi. Sạch tới đâu rồi? 69%. Cho em ké đi, em còn có 15%. What? Tháng 10 là sẽ ra. Chị ơi, tại sao chị nói câu đó, quánh con Minh cho chị. Chị ghét con đó lắm. Con Minh là con nào chị? Con Huỳnh Duy Minh hả? Con Huỳnh Duy Minh là đâu? Chú em sẽ quánh nó chị vậy. Nó trong dài tình một đêm của em với chị. Em với nó chưa có làm gì với nhau nữa chị ơi. Thôi dùng em coi comment thôi. Ủa ai mượn em coi comment? Không em ngồi kế bên anh làm xem em á. Mọi người ơi, ở đây có một cái trò vui lắm mọi người ơi, bẹo má. Mai còn bên kia nữa mày. Mọi người ơi đó, mọi người thấy không? Đây là cái má chùa này mọi người ơi. Bỏ tay xuống. Mọi người ơi, mọi người có thể bẹo má bóp mỏ làm chủ trò này mọi người ơi. Mọi người ơi nhớ bạn tên này nha, bạn này nha mọi người ơi. Bạn này tên là Cao Nhật Quang Thuần, bạn này trốn học đi chơi nè mọi người ơi. Bạn học sinh 12A mấy? Trường Trần Văn Dầu em mọi người ơi. Học lớp 12 mà sân si với đời nè mọi người ơi. Hữu Vi mặc bóng dầu. Yêu Cang quá, không yêu anh Minh đâu. Cảm ơn em, anh block em vợ. Ai vậy? Ai biết. Anh yêu em, I love you. Anh kia cảm ơn em, cảm ơn em. Thật ra là anh không có đánh đá đâu. Ý Hà Sinh kia. Làm gì bên bển nè. Hà Sinh ơi, lại đem thương nào. Mọi người ơi, bạn này có một cái dáng ngủ rất là dịu dàng nè mọi người ơi. Không biết đây là xì tai gì mà quấn xà rông, áo khoác jean và đại không. Trời ơi, nó hút đi. Mọi người ơi, rồi nó hút đi. Mọi người ơi, đây là gì mọi người ơi. Ủa cái gì mà phẫn nộ hằng hà vậy? Phẫn nộ bao nhiêu nhiều. Kìa, hiểu anh lên kìa. Bé ơi, lại đây cái coi. Người yêu rồi. Rồi kiếm cái đồ sạc. Lại đây anh cho sạc nè. Lại đây. Lại đây sạc nè. Một con rồi đúng không? Đây. Chưa gặp mọi người, chưa được. Đây. Đồng. Đây. Cái gì? Đồng không mong vọng hả? Đúng không ta? Diễn chưa? Quay chưa? Quay chưa? Chưa quay. Mặt xấu quá rồi. Mọi người ơi, bạn nó mặt quạng xấu rồi mọi người ơi. Đâu, cho em mượn sạc đâu. Sáng giờ mà quay được có một cảnh đó đúng không anh? Làm gì vậy? Em quay được có một cảnh rồi. Đại sứ. Coi vậy. Anh cũng biết mấy ơi. Đem đi chặn. Cái độ này quá. Chào mọi người. Chào mọi người. Em tên gì? Em tên là Hà Sinh. Em tên là Hà Sinh. Hà Sinh ở đâu xuất hiện vậy? Hà Sinh ở trên núi đó. Hà Sinh trên núi xuất hiện hả? Hà Sinh là gì của anh? Hà Sinh là người yêu của anh. Là người yêu của anh hả? Hà Sinh là người yêu của Diên Trực. Bạn này là ai mà đẹp muốn xỉu vậy? Nhìn hai đứa có giống nhau không? Ca hứng của vậy là không phải ổng chơi mà. Phim này phim đâu.
Dạ, em đóng phim Nam Mỹ anh Chí ơi. Nhốt. Đây là người yêu của em trong phim. Kêu người thích chị chứ đâu kêu người chị thích. Nhớ Sài Gòn quá phải không? Gì? Mình nói gì? Nhớ quá trời nhớ. Không thấy đường luôn. Quay phim bữa giờ một tuần rồi đó. Văn Mai Hương cảm ơn Lập đẹp trai quá kìa. Cảm ơn Văn Mai Hương. Cảm ơn chị. Hello Tân, à, mình đã nói chuyện với Tiền Tân rồi Tân ạ. Tiểu mỹ thụ. Sara có bán mình sẽ xéo với lại kéo rồi đó đúng không? Cuộc sống với em. Ủa bữa giờ có về không? Facebook của Hà Sinh hả? Hà Sinh cho Facebook của mọi người đi. Ừ. Không cho hả? Hà Sinh không có xài Facebook mọi người ơi. Gửi đồ gì về? Ai kêu cho, kêu cho. Hà Sinh không có xài Facebook mọi người ơi. Rồi mọi người cũng mò ra thôi à. Mọi người đừng mò ra Facebook của Hà Sinh nha. Hãy để Hà Sinh yên. Hãy để Hà Sinh yên bằng tất cả những sự yên bình mà Viên Trực dành cho Hà Sinh. Yeah. Bẹo má. Bẹo má. Em đang đi kiếm chìa khóa. Khóa gì? Chìa khóa gì của em? Té bây giờ, ngồi xuống. Em nghe là chị xong lại sao? Em đâu có quay hả? Để ta nghe. Là sao? Là... xịt khoáng mà xịt kiểu đó đó. Không biết hả? Tôi bóng dầu với Hữu Di giống gì vậy? Đâu, đâu có chứ sao? Đâu là ok em. Như là lại anh về đi. Em đâu có biết được. Giờ đi nhé. Chắc đó lâu. Rồi nãy giờ có được diễn được mấy cảnh rồi. Quỷ Tú này thiệt luôn á. Hà Sinh. Hà Sinh quay kìa. À, xin đi, đi quay kìa. Té gì? À, để đi. Ý là chị muốn qua biệt thự đúng không? Mọi người ơi, người yêu đã đi quay rồi mọi người ơi. À, hiểu rồi. Thì đang đây thích này đi xí bùi diện đối diện trường. Sẽ có điện ảnh. Sao tiểu mỹ thụ, sao tiểu thịt tư của anh nó buồn vậy? Tại vì lạnh nên là... Tiểu Tư ghen hả? Tiểu Thịt Tươi. Mọi người ơi, Tiểu Thịt Tươi ghen. Tiểu Thịt Tươi ghen rồi mọi người ơi. Chưa quay hả? Hả? Em chưa cắm ở đâu vậy? Trong phim hả? Trong phim thì đóng một vai rất là... hay. Hello Jolie. Xem có lấy cái nền tối quay gì? Ủa gì hả? Vậy cái cho em cái nền sáng. Nè nè, chui vô đây, che vô đây. Anh Cang được bao nhiêu người rồi? Nãy giờ livestream mấy tiếng rồi anh Cang? Ờ, dạ em live mới được có 2 tiếng rưỡi rồi. 2 tiếng rưỡi mà được bao nhiêu người coi rồi? Dạ được, hiện tại là được 4 người coi. Ô dạ, cảm ơn anh Cang. Chơi với Minh đi em. Thôi Minh chơi với Cửu Mỹ Hụ cũng được đời Minh rồi. À, những môn chơi đi đào kìa. Anh chỉ một chỗ tối thui vậy, sợ lắm, sợ thấy. Tối chơi đi đào kìa. Ừ. Tối thui sợ thấy đường. Chết rồi. Hơi nhiều quá. Để nói bật khóa thì nghe nè. Nè, nhìn vô đây nè. Trắng bệt luôn này, ghê lắm nè. Hả? Đến đây ngồi nè. Đây. Đây.
Trời, thấy không? Thấy chưa? Ủa cái kem nền này trắng quá anh ơi. Bên nghe nè. Trắng bệt hả? Không có đánh nữa. Giờ chứ giờ sao cả. Em có lấy lộn gáo anh không? Cái màu đen không? Có trong vali của em. Có gì lấy. Hôm qua anh vứt lung tung em cầm cho anh đó. Em cũng vứt hai gáo của em anh cầm cho em đó. Chị cầm qua cầm lại thôi. Ừ, thì đâu này đâu. Trắng quá à. Ủa anh cái này nó trắng vậy luôn á hả anh? Mà anh về rồi. Em mất trắng rồi đúng không? Mà cái này nó có trắng quá không? Trắng quá. Thường anh đắng gian quá đó mà. Không nhưng mà Linh không tại vì đầy đèn á. Lên phim nó khác mà. Người ta nãy giờ chưa có make up, bây giờ người ta make up nè. Người ta make up rồi mà người ta tẩy, người ta make up lại cho đỡ mệt cái mặt lắm mà. Tóc ghê quá nè. Từ từ chưa làm mà. Làm tóc cho. Ủa anh đang livestream ở đâu vậy? Anh livestream ở Facebook anh. Hả? Hiểu không? Sao vậy? Tụi nó lại chụp hình lại, tụi nó nói lung tung nữa bây giờ. Ừ, mọi người kỳ quá. Mọi người đừng có nói lung tung, mình buồn đó. Ồ. Mà mình buồn, mình không có nói gì đâu. Nhưng mà mình buồn thôi. Ý là buồn thì buồn thôi chứ không nói gì hết. Vậy là mình buồn vì tim mình đau hả? Mình buồn vì các bạn nói mình. Mình buồn vì tim mình đau á, mình buồn vì ai thấu đâu. Được chưa? Trắng quá à. Phụ phấn lên. Phụ phấn lên nó còn trắng hơn á. Phụ phấn nâu á. À quá, khỏe đi. Trà bớt trắng. Hồi chừng này mới quay, nãy giờ đang quay gì vậy? Đổi góc hả? Trắng tươi không? Trời ơi, trắng như con em, ghê không? Em thấy ghê không? Trắng quá. Tiểu cái đèn đó mà để thịt tươi để vòi viên một cốc mè, một cốc mè đây là hai nhân vật, nam chính và nữ chính, hai nhân vật nữ chính trong phim không phải phim bất hợp nhưng mà nữ chính và nữ chính phim đang Mỹ nhưng mà dù đây là Mỹ là hai nữ chính. Em giao lưu với lại fan của anh tên là gì? Fan của anh tên là Mini. Mini gì? Mini tặng trà sữa nè. Gửi trà sữa cho Hà xin uống á. Mini. Hello các bạn Mini nha. Đừng có bảo like nhà của Jurin nha. Nhà của Hà xin nha. Cười. Hà xin thích nhất cảnh quay gì? Thích nhất cảnh quay mà bắt nạt viên trực đó. Bắt nạt sao? Anh Minh à, anh chỉ anh, thì anh Minh cảnh nào mà anh dùng cái thủ thuật để chỉ cảnh nào mà Hà xin quýnh viên trực đó là Hà xin thích. Thoát ra lại tắt luôn hả? Các bạn ơi, ở trong cái ở trong phim á có nhiều cảnh Hà xin đánh viên trực. Wow, amazing. Hello mọi người. Surprise. Hello mọi người, mình là viên trực, còn mình là Hà xin. Mình đang đóng phim vì gặp nên mới tương phùng. Hello Sơn Thảo. Trời ơi, nhưng mà lấy giọng chuẩn quá rồi. Không đâu, chị bảo like từ từ thôi à. Mọi người đã tìm ra Facebook của em rồi á. Mọi người giấu á. Bữa giờ làm gì vậy Thảo? Sao em dễ thương vậy? Sao em dễ thương vậy? Không biết. Sao trả lời được? Đâu có dễ thương đâu. Sao dễ thương quá vậy? Bớt lại. Bớt bắt trước lại. Diễn cái nét khác đi nè.
biết ôm nhau ngủ được em. Thôi nói thôi chứ được cái gì. Cái miếng mà mặt có vẻ đều lại rồi đúng không? Hello Hồ Thanh Phong, Hồ Thanh Phong đừng ghen nha Hồ Thanh Phong. Chết rồi, vô mới ghen. Hồ Thanh Phong hả? Ừ, đừng ghen đó. Ủa nghe đồ Hồ Thanh Phong mới được huy chương vàng về nước nữa đúng không? Ừ, huy chương vàng là phải đãi nha, Bùi Viện nha. Nhớ không, đủ khen nữa nha. Không có ra ngắt đùi anh nữa đó. Ghen cái gì? Ghen với anh hả? Ừ. Sao vậy? Tại vì anh có em á. Ủa? Hả? Con nghe câu đó xong cảm thấy em muốn nhảy ra ngoài trường luôn, đánh chết cái đầu. Cảm thấy muốn nhảy xuống hồ Tuyền Lâm. Rồi, đẹp rồi. Bây giờ sẽ là môi. Môi là cái tướng màu hồng. Không có đánh đỏ quá hay chưa? Không, em chỉ bôi cái này cho nó không có danh chứ. Không khô môi thôi. Bôi cho anh biết. Há miệng nha. Điểm nhấn à, căng môi á, căng căng. Điểm nhấn của đạo diễn là điểm nhấn hoặc là anh đạo diễn là kêu anh ra. Máy chia ra gần kể có tay mắt không kể xuống cái cồn á. Chết rồi, Hồ Thanh Phong gan quá bởi vì anh có em thiệt kìa. Em ăn gì chưa? Nhớ mốt đu diễn nhá, đủ kèm đi nha Phong ơi. Hãy xin uống trà sữa của mọi người rồi. Cảm ơn các bạn mini nha cho mình uống trà sữa. Sáng giờ không ăn cơm mà uống 2 ly trà sữa luôn rồi. Mấy ly rồi? 2 ly rồi. Ai lấy cho uống vậy? Anh lấy nha, ai lấy. Rồi xong, chuẩn bị quay. Cang ơi kìa, họ thấy bóng kêu kìa. Hả, Cang nghe nè, Cang nghe. Đi nè. Qua Facebook bển mà chơi. Cang nghe nè, Phong ơi. Đi qua Facebook bển mà chơi nha Cang. Hello Quế Trâm. Hai này Đà Lạt. Được gần 10 ngày phải không em? Ừ, tuần hôm nay đúng một tuần luôn á. Ừ, ai nói gì vậy? Phải tự make up luôn nè. Tối rồi đâu có ai make up cho mình đâu. Không có anh đâu, không anh rồi. Nó đi mất tiêu rồi, nó nghe nó chửi nữa nè. Tối rồi, không ai tự, không ai make up cho mình đâu. Tiếng khùng anh nó chửi. Hà xin vui là được rồi kìa. Hả? Mấy chị nói Hà xin vui là được rồi. Đâu rồi Phong, cứ cái ngơi rồi nó mất tiêu. Hà xin cảm ơn mấy chị nha. Hà xin cảm ơn mấy chị nha. Không biết là phim nha, coi nè. Phim ra có hay không nhưng mà phim giả. Bỏ. Phim giả tình thật là mệt à. Rồi nhiều khi phim giả tình thật thì sao nè? Thì đến với nhau. Ủa phim giả tình thật. Được không? Không biết được không mà giờ thấy ngồi vậy là thấy mệt rồi đó. Mặc quần dài vô, tại sao mà quần ngắn vậy? Thì em vừa mới thay đồ mà. Hồi em thay thời gian quay cảnh gì ạ? Em quay cảnh ngủ chung với người khác. À. Mọi người ơi, cảnh sắp tới của Hà Sinh là cảnh Hà Sinh ngủ với một người khác. Ok bye. Trời ơi. Ngủ với bồ em kìa. Bồ mới của em, bồ cũ của đâu liên quan tới em không? Không, đâu liên quan gì đâu. Có liên quan có mình Hà Sinh à? Ta ra cho Hà Sinh năm bao nhiêu tuổi? Hà Sinh sinh năm 97, Hà Sinh 19 20 tuổi đúng không? 20 tuổi. Bộ phóng đi hả? 97. Điều tấn công của em sao anh ông ngoài vậy? Anh Minh thả tấn công em về. Anh cầm đi. Đi quay kìa, thay đồ đi. Đâu đã quay đâu.
ơi. À, cảnh gì tiếp theo vậy anh? À, vô khách sạn hả? Khách sạn đúng không? Tại sao vậy? Anh còn chưa có cảnh đó nữa. Anh còn sống mà. À, tối nay là cảnh hai mình hôn nhau á. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà em chưa 18. Em chưa 18. Anh không có 2 tỷ đâu trả em ơi. 2 tỷ là của thôn. 2 tỷ là của tiểu thần tiên hả? Tiểu thịt tươi. Không. Không cho làm quen mẹ cái bên đâu. Đúng rồi, cảnh hát á. Hả? Nói lẹo là à, là em hả? Em hay coi nói lẹo hả? Em 20 tuổi luôn rồi. Hello. Cảnh hát là cảnh gì à? Thôi em đừng biết. Em biết gì à? Cảnh hát là cảnh hung đúng không? Hát là hung đúng không? Ừ. Đang ở Đà Lạt hả anh? Hà sinh năm nay 20 tuổi rồi. Hà sinh năm nay 20 tuổi rồi đó. Mấy kiến của ai đây? Chết. Kiến của anh. Bị cận hả? Ừ. Anh cận mấy độ nhỉ? 4 độ. Rồi mở ra có nhìn thấy mặt em không? Thấy. Ai không thấy chị em thấy. Mặc đồ gì ta? Mặc đồ vô khách sạn với lại bạn. Mặc đồ kín đáo không? Mặc đồ kín đáo. Vô khách sạn với bạn mặc đồ kín đáo. Thì ý là vô khách sạn nhưng mà hai đứa đâu có làm gì đâu. Tình yêu trong sáng mà. Không, bạn đó yêu Hà Sinh trong sáng chứ Hà Sinh thì không có yêu. Có bạn nhận ra Quyền rồi, Quyền. Tim tao đau quá Quyền ơi. Sao giờ Phương? Tim em đau quá. Ken Ngọc Mạnh. Em mới up lên Facebook clip hôn gái trong nhà ngồi ôm ấp dân trai chắc chết mất. Ai kêu? Em là bồ anh mà xem up với lại Lữ Tư Tư. Bye bye. Đây ngồi đây. Ngồi đó bệnh hết chị. Đây. Ngồi đi nè, không mất chỗ đó. Lên. Nhường chỗ cũng lên luôn. Thay đồ quen kìa, làm gì vậy? Thôi ngủ dậy rồi, qua đây dưỡng sướng nè, dưỡng chứ cực vậy. Chị làm gì mỏi cổ vậy? Sao vậy chị? Đây. Anh đứng nhẹ là mất chỗ. Đi phụ soạn đồ này. Mặc áo này là mặc quần gì? Quần jean của em đâu? Quần jean đây. Nè, mặc vô. Con chồng vô đi, lạnh lắm. Coi cảnh mặc quần. Hello má, con chào má. Con đang quay phim má ơi. Con nhớ má. Con gì trắng đi. Con miếng lót dài ở trên xe. Khỏi đi, để yêu cho cái đàn ông không khỏi không? Không sao đâu. Ủa, à, quay cái cảnh nằm trong khách sạn thôi mà. Ừ. Còn cái cảnh mà đi vô khách sạn thì quay sau. Ừ. Con gì vô?
Không, cái này ở nhà mình mà. Biết rồi, nhưng mà xíu nữa vô trong khách sạn thì đâu có đi vậy. Không nhớ tiếng máy quá, tiếng máy rồi, tiếng máy rồi. Dớ hoài à? Dớ hoài à? Quan chức của ai? Biết rồi. Chị ra chị không thấy không có tài đâu hết. Nếu đã xem nhau cả cuộc đời. Trai em cao. Trời ơi, coi kìa. Trời, lùng tè vậy đó. Mọi người ơi, lùng dữ luôn á mọi người. Đừng nhón, lùng xuống. Lùng dữ luôn nè mọi người ơi. Ủa? Thì tại em lùng mà. Đúng rồi. Chị em mình xách xe đi. Trời mát đi. Thử, cái thử bộ đồ cái. Được rồi, được rồi. Ô, hai đứa mặt sọc giống nhau luôn hả? Em với Giai Ân á. Ủa? Giai Ân. Giai Ân cũng mặt sọc như vậy luôn hả? Ok. Rồi, đi xuống trước đây. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Mọi người ơi, đang đây là bạn gái của mình nè mọi người ơi. Bạn gái của mình trong phim nè mọi người ơi. Mọi người cảm thấy sao mọi người ơi? Bạn gái này là bạn gái mà kiếp trước của mình trong phim nè mọi người ơi. Cô gái này rất là duyên dáng mọi người ơi. Mọi người ơi, quên mặt bạn gái cái tuột like rồi cũng. Sao vậy? Sao có vẻ buồn buồn không? Mọi người ơi, đây là Tiểu Mỹ Thuận. Tay trong tay với người khác đó, nên là buồn á. Anh nói gì vậy? Nói gì vui dữ vậy? Anh nói gì vậy anh yêu? Đó. Mọi người loạn hết rồi mọi người ơi. Hết rồi. Mọi người đi quay rồi. Bye mọi người.